Không, thịt bò. Bà này cưa cái này ra để đun à? To chứ? Bây giờ củi bé mồi cho xe cháy hết lên rồi. Cháy phải nhiều củi to. Đồ ăn mấy chai nước mắm em để ở đấy. Mấy chai nước mắm lên. Dạ. Mấy chai nước mắm lên. Em về nhà cọc em đấy. Chai gì? Thế còn chai gì là nó bị khốn rồi. Sao thế? Hạt tiêu. Không cần, hạt tiêu em cho rồi. Bảo dương. Hương cho cà phê hương cho Thank you.
cái lòng ra cái tay. Xin cuốn sách cái tí kia sát tiếng không? Không, sát tiếng nhưng nó chỉ còn là được cho quét ở trên này nó mới vào. Ờ, quét sát tiếng trên này thôi thì quét sát tiếng ok. Lá khoai này không ăn được đâu. Được rồi. Bây giờ phải chặt được. Sơn ơi, Sơn đi chặt cho thầy cây này. Cây còn tươi. Chặt cành tre nhận được để làm khoai nhé. Nó trên này này, bụi tre trên này này, trên này. Lấy con dao to đi anh. Nó cây dầu đó. Cây dầu đây, không có được đâu. Thì nó lại lộn cây dầu ra. Thì ngon. Khá tế đâu. Được quét à? Ngon rồi. Bây giờ nó nhờ cái sa tí nó mới đỏ rồi. Ừ, nó thế cũng rõ đấy, anh cứ thử xem. Anh cho ra tế đây, được không? Em đem cái túi dưới đấy lên đây, bởi vì túi đấy còn có ớt, em đem cả cái túi dưới đây lên. Sơn đem lên đây không ơi. Sau này lấy cái bóng lên cái kia này để ăn cái bóng. Đây, đây cả cái này. Xuân lấy cái xe đi. Cái xe nó cũng quả cái túi que rồi nhỉ. Ngon nhỉ. Thế này ngon nhỉ. Ngon này. Anh đang làm những cái thuốc củ trong cơ sở của anh đi. Trong của anh được nhiều. Đúng rồi. Không cần phải hai bếp đâu, còn đá này giờ được nhiệt đồ khoảng bao nhiêu cũng ăn. Nhưng bây giờ nó còn như này là... Còn này thì đây. Cái cây thì nó là đương nhiên rồi, nhưng mà vấn đề chúng ta cần lấy màu rồi. Này, em nào. Này. Không, thịt bò. Con mình nó tiết kiệm mà chắc không về xin cộng thôi. Không mua một chai cho mà phí cho anh ấy. Chừa luôn. Nếu nào chuẩn bị ăn thì nhìn lên dưới đúng không? Được. Không có chỗ nào đặt đặt con. Sau đây kiếm anh ít cái củ nhỏ nữa, sau đây. Không cần đâu. Nè, đây rồi, đây rồi.
hôm nay chưa đi sớm. Đổ ra. Chưa cắt đứt hẳn.